Cái này là anh chơi cũng lâu rồi nhỉ, cái bộ rễ của nó nghe có vẻ. Không kiếm được mà. Gốc Thế khế á? kiếm bảo Khế thì đầy. Cầm gốc khế to To như nào? bằng cái thùng này nữa. Cái gì? Em nói anh ấy, nó phải bằng cái. Ở đây, thế hôm nay lại gặp khách ở đây. Không, to quá thì về không cần. Anh thích cỡ nào em có? Thùng gánh nước đổ lại cái gì? Nhưng mà bé thấp thôi. Đi. Thấp thôi. Khế chua. Nhưng mà nhìn dáng nó kiểu dị dị một tí thì nó đứng thẳng đứng lên. Ôi dồi. Hôm em đưa tôi vào tầng ngò cái nhé. Được, được. Đây gốc nó này kể có cái bằng này luôn này, có dáng đổ, có dáng xùi xì đầy đủ luôn đấy, nó là đấy. Cái sung này đẹp phết anh nhỉ. Sung này bây giờ nhiều tiền không? Sang luôn rồi đấy. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Cái này của nó hơi bị được đấy anh Đạt ạ. Cô gái ba ngỗng phấn hồng âm dòng đầu voi đưa chuột ra quả như thế này. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, chim than, nhiên nhiên để quay cái chung này. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ mông vi sinh. Website chim cô gái. Này này thì anh mà ở trên quê em thì anh làm đỡ vất hơn. Ở nhà em hàng bao nhiêu đấy em đặt biết thì. Ở đây một cây này nó không có ánh nắng lại không sống được. Cái cổng em đưa một phát già đúng không? Cổng cây lên đấy. Thế thì hẳn là đầu tư. Đầu tư ác đấy. Không anh chơi cái này là được ấy, không không mất đâu. Ngày trước thì tối đến cái cứ đi quánh chắn đi quánh xa lạ. Giờ là có cây cối chơi là chả cần người ấy nữa. Đỡ thiệt hại. Không biết đánh ạ. Không, nếu mà người ta nói là ông nào mà hay cờ bạc là chơi chim với lại chơi cây là nó sẽ giảm. Gọi ghê. Cái cây gì? Đang gọi, đang quay, không muốn nghe thế nào. Quay xong thì nghe nhá. Ôi, anh Đạt ơi. Ông anh này không phải đơn giản đâu nhá. Toàn nếu mà anh tính dễ nó mới là khủng nhá. Thì đứng nhà cây bây giờ nó không cần thiết phải to đâu. Quan trọng cái độ già này. Cái độ tuổi của nó đây này. Ôi, ông Hàn giá giết coi như là đầu tư cái này là dáng của nó này. Cái này này, Đạt ạ. Cái này dạ. Cái này nó phải nhiều tuổi hơn hai nhà mình. Cái này à? Mấy thúc nặng được cả? Cái phải có 5-60 năm rồi. Ừ. Cây này cũng giá. Cây này không giá. Như trong vườn này của anh bây giờ cây nào đắt tiền nhất, trị giá nhất, khoảng. Bốn cây này thì cây này. Yêu sao tiền gáy. Nhưng bây giờ ví dụ như cây này mà giá gọi là mất hút phát là có thằng khênh tầm bao nhiêu? Giá hợp lý nhất thì tầm 160. 160. Có hay đi triển lãm không? Cho đi không? Không. Đây nó đã hoàn thiện đâu. Nó phải là như cây này nó gọi là dáng ấy ạ. À? Bằng thân dáng cổ. Cây này là dáng này là gọi là dáng ấy nhỉ? Trực huyền nha. Gọi là gốc ở trên ngọn ở dưới. Một cây trực một cây huyền. À. Một thân trực một cây huyền. Nên đạt được. Hôm nay về mê luôn. Xùi xì sẹo vân thân ở thế này kia mà. Có lấy cái chung không thì để tiền. À. Cái dáng này là dáng làng hay dáng chùa anh? Bên này bà vai là do thuộc cái dạng dáng làng nhưng mà nó lại nó xuất phát lên bà vai là à. Tổng thể nhà cô bác xem. Giả 140 không bán. À, giả 140 không bán. Chính tỏ là bốn cây này của anh là toàn tầm 150. Xem tầm ý. Cái bốn cây này đã là 600 rồi bác Đạt ạ. Khối ông đi ô tô vi vu toàn tiền về lãi mua đấy chú ạ. Ờ.
Thần liền này lại vừa về lại mua gỗ rồi tôi mua cây. À thế là vừa. Nhưng mà các anh chơi được, các anh lại trồng cái này thì nhiều gãy một cái cành này cũng rất là nguy hiểm. Vào được ra được. Cái lăng mê ra được cái như thế này đúng không? Đấy, ví dụ cô thích trẻ con này. Nó không nguyên thì tròn nó lên để chơi cái này nó bằng cơm cái này thì dần. Thế là không hỏng hơn. Bằng tiền, nhìn là thế nuôi nó lâu rồi. Chán chưa? Để em đừng quay lốt mấy cây đẹp đẹp này nữa. Tính nhỏ nếu mà tính ra cái trông cái sân thượng này nhưng mà cũng trị giá đấy chứ phải đơn giản đâu các bạn ạ. Không hề đơn giản. Có về nhà mình nhỉ? Nó cũng học. Về không chấm tóc cũng học. Thích cái gì à? Không biết có mắt thì làm sao mà quay cái nào để cái nào cái sung này đẹp hết đi. Quả tự nhiên mà nó đủ tuổi nó mới ra được khi anh bảo. Thôi giờ này có sung không? Anh có sung không? Không mua sung đi. Không, nghe anh sung lá đậy. Sung lá sung. Đấy. Em bảo cái sung kia như sung này sung lá đâu. Đạt.